Chị có một cái điều chú ý là ở những cái tháng cuối này và những cái người mẹ mà có cái cơ địa dễ bị đầng thai á, thì mình không có dùng cái kỹ thuật gạch mạch nhé. Mình không có dùng cái kỹ thuật gạch mạch mà tứ đại huyệt mình có thể dùng được. Chị có thể, nhưng mà bỏ cái huyệt số 19 ha. Bỏ cái huyệt số 19 ra. Mình có thể là dán cao cái huyệt số 127 này, xong rồi cái huyệt số 0 này, rồi cái huyệt số 26 này. Dạ, mình làm nhẹ nhàng thôi, mình làm nhẹ nhàng và mình theo dõi cơ thể của mẹ tiếp theo. Muốn hỏi cô rằng là lần trước đấy chị cũng đã hỏi cô là con gái của chị đang bầu, thì đợt đấy là cháu tháng thứ tư thì cháu bị cảm, thì cô xong cháu bị cảm xong cháu có hay bị đầy bụng đấy, đầy hơi là cháu bị từ nhỏ cơ. Thế hỏi cô là cô bảo là hơi xung quanh tai thì chị hơi ngại thì nó không cho hơi, thế là chị dán cao xung quanh tai thì cháu đỡ. Nhưng bây giờ là cháu được 31, hơn 31 tuần thì là bị dọa sinh cơ ạ. Đau ấy, đau là đau từng cơn, xong rồi thì đau bụng, đau lưng đấy là đau từng cơn, nó bảo là không phải là đau đầy bụng như mọi lần. Thì chị muốn, thì cháu đã đi khám rồi thì bảo dạ sinh đã mở hết rồi, mới lại cơn co các thứ, thì người ta cho cái thuốc để đặt để cho nó giảm cơn co thôi. Đấy là chiều hôm qua thì chị muốn hỏi cô xem là bây giờ có cách viện chẩn cách nào để an thai, tại vì mới 31 tuần mà cháu là bầu thai đôi ạ. Dạ. Hỏi cô ạ. Vâng. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Cảm ơn câu hỏi của chị. Với những dạo gần đây á, thì có những cái trường hợp về thai kỳ á, các mẹ hỏi trong một số cái trường hợp cấp bách. Cấp bách thì các mẹ hỏi, thì một lát nữa xong rồi mình sẽ bàn tiếp những cái trường hợp cấp bách thì các mẹ bầu nên làm gì và không nên làm gì. Nếu như mà mình chưa biết diện chẩn thật là kỹ ha, thì bây giờ á, cho em hỏi thêm là chị Hằng hiện tại đang học lớp diện chẩn ABC đúng không? Vâng. Dạ, thế thì quá tốt, thế thì quá tốt nha chị. Em có thể chia sẻ được cái điều này. Thứ nhất á, là ví dụ bây giờ mình đang có cái nguy cơ là dọa sinh non và mình đã có cái sự thăm khám của bác sĩ thì điều này rất là tốt luôn, cực kỳ là tốt. Cái có những cái gì mà bất thường trong cái thai kỳ của mình á thì mình nên là mình đi khám. Đây là một cái điểm mà có những cái người mẹ khác á, bên trong họ thì không có muốn can thiệp bác sĩ nhiều, không có muốn là lo lắng nhiều, tuy nhiên là họ lại không chuẩn bị một cái phương tiện thật là thiện xảo để có thể giúp họ an tâm. Cho nên là có cái lúc đến cái lúc mà nguy cấp rồi, ví dụ đau bụng hoặc một gì xảy ra, bắt đầu đi hỏi những người khác, thì những cái lúc đó hỏi thực sự là mình không có nắm được cái tình hình, cho nên cũng rất là căng để mà mình có thể đưa ra một cái lời giải đáp lúc đó. Tại vì thật sự là mình không có biết cái quá trình của mẹ này như thế nào và cái sự sát sao theo dõi sức khỏe của mẹ có ổn hay không. Đó, cho nên là đối với chị như thế thì con chị rất là tốt là có mẹ là học viện chẩn rồi và nắm được các kỹ thuật. Thì bây giờ đang cái sự động thai như vậy á, thì một mặt là mình đã thăm khám và có cái sự đặt thuốc của bác sĩ là tốt rồi. Tiếp theo á, là mình sẽ làm các cái động tác mà xấu vùng phản chiếu hay bạch huyết là một này. Tại vì sao ạ? Để có thể là điều hòa được cái khí huyết ở bên trong. Có thể là do nó tắc nghẽn ở đâu đó mà cái sự co bóp nó diễn ra được nhiều hơn, nó nhiều hơn bình thường. Thì mình có thể bây giờ ở cái tháng thứ 31 là hoàn toàn có thể làm được xấu vùng phản chiếu hay bạch huyết rồi. Cho nên mình cứ nhẹ nhàng mình làm xấu vùng phản chiếu hay bạch huyết để nó điều hòa lại cái dòng khí, điều hòa lại khai thông những cái tắc nghẽn bên trong cơ thể của mẹ. Và cái lưng á, thì chị nếu mà chị có rượu cô Nguyễn Thị Bắc Khánh á, chị có thể Có lên phần bụng. đó Dạ. đấy. Những cái trường hợp bị động thai này, rồi thai không có đập đều này, thai không có đập á, thai không có máy á, cũng như là những cái tháng đầu mà nhịp tim thai có khi là không có ít á, thì hoàn toàn mình có thể xịt cái rượu thuốc này lên phần bụng và phần lưng. Mình xoa nhẹ nhàng, mình vỗ rất nhẹ nhàng trên bụng thì nó cũng có tác dụng làm lưu thông khí huyết và làm êm và làm an thai. Bác Khánh, trên thực tế là bác Khánh đã có rất nhiều trường hợp á, mà cấp cứu và sử dụng cái rượu thuốc này cho các mẹ bầu mà bị động thai á chị ạ. Bị động thai á, cho nên á, là mình sẽ xịt nhẹ nhàng lên trên cái phần bụng này. Mình làm nhiều lần trong ngày. Mình cứ xịt lên phần bụng, phần lưng, xong mình vỗ nhẹ nhàng, vỗ nhẹ nhàng.
Và cái quan trọng của người mẹ này á, là cái hoạt động hàng ngày á, mẹ nên chú ý một chút, mình tránh những cái hoạt động mà nó có thể gây, nó đứng lên ngồi xuống nó gây co bóp tử cung này, mình có thể dành thời gian để mình nghỉ ngơi nhiều hơn, mình làm những hoạt động nó nhẹ nhàng thôi đấy. Và trong ăn uống cũng vậy, trong ăn uống thì cô có thể là cho mẹ ăn những cái món ăn mà nó có tác dụng an thai, có tác dụng an thai và bồi bổ cho cơ thể, và luôn luôn là trên cái tinh thần là mình sẵn sàng. Thực ra là 31 và do mẹ này là thai đôi nữa, thay đôi nên cái hiện tượng là có những cái bất thường xảy ra thì nó cũng dễ hiểu thôi. Do đó là luôn luôn trong cái tinh thần á, bây giờ tháng 31 nếu mà sinh, giả sử nếu mà sinh nha thì cũng là ổn chứ không đến nỗi nha chị. Cho nên á, là chuẩn bị cho người mẹ và chị luôn là cái tinh thần có thể đón bé sớm hơn so với dự kiến bình thường, thì mình chuẩn bị hết đi, mình đừng có để mình vào cái tư thế bị động mà mình chuẩn bị hết. Sau đó là còn lại là cái việc mình chăm sóc giống như vậy, và hoàn toàn chị có thể là xoa nhẹ cái cột sống lưng để cho nó lưu thông toàn bộ khí huyết ở trong cái cột sống lưng của mẹ đó, để cho nó điều hòa cơ thể lại, điều hòa cơ thể lại. Chị có một cái điều chú ý là ở những cái tháng cuối này và những cái người mẹ mà có cái cơ địa dễ bị đồng thai á, thì mình không có dùng cái kỹ thuật gạch mạch nhé, mình không có dùng cái kỹ thuật gạch mạch, mà tứ đại huyệt mình có thể dùng được. Chị có thể, nhưng mà bỏ cái huyệt số 19 ha, bỏ cái huyệt số 19 nè, mình có thể là dán cao cái huyệt số 127 này, xong rồi cái huyệt số 0 này, rồi cái huyệt số 26 này. Dạ, mình làm nhẹ nhàng thôi, mình làm nhẹ nhàng và mình theo dõi cơ thể của mẹ tiếp theo. Đó, rồi cái động tác quay cổ tay thì cũng có thể làm được nhé, động tác quay cổ tay có thể làm được. Quay cổ tay thì nó giúp cho làm lưu chuyển khí huyết trong cơ thể thôi, thì cơ thể người mẹ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ lưu chuyển khí tốt hơn. Có thể có những cái tắc nghẽn nào đó mình không biết, do đó nó sẽ dẫn đến cái việc co bóp tử cung. Nhưng mà trên tinh thần cao là mình vẫn cứ chuẩn bị hết tất cả những cái gì cần phải chuẩn bị cho ngày sinh, chuẩn bị và học kỹ cái kỹ thuật mà chị biết cái kỹ thuật mà hỗ trợ đẻ nhanh rồi đúng không? Khi mà có cơn gò thì dặn mẹ khi có cơn gò thì ấn cái huyệt 19 để mình hỗ trợ con mình ra nhanh hơn. Dạ. Thì chị, em nghĩ là chị chỉ cần làm bao nhiêu đấy thôi là được rồi. Cô. Dạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Và trong phòng Zoom nếu có mẹ bầu nào mình có câu hỏi trong quá trình áp dụng viện chẩn thì mình có thể là mình đặt câu hỏi cho Hiền nhé. Và nhân đây thì Hiền cũng chia sẻ luôn một một số những cái lưu ý của các mẹ mà lần đầu tiên chưa biết viện chẩn, hoặc là các mẹ có tình huống gọi là cấp cứu trong cái thai kỳ mà muốn ứng dụng viện chẩn, hoặc là lúc đó mới tìm hiểu viện chẩn, thì mình sẽ có những cái lưu ý như thế này. Thứ nhất á, là viện chẩn á, thì tác dụng rất là nhanh, tác dụng lên cơ thể của mình thì rất là nhanh, cho nên á là khi mà các mẹ có cái sự hiểu biết á, thì các mẹ dùng thì nó an toàn hơn. Còn nếu như mà các mẹ không có sự hiểu biết á, tại vì cái phản ứng nó nhanh mà mình là không biết nữa, mình không thể đoán trước được, là mình không thể nắm bắt và không hiểu cái cơ chế hoạt động của nó, thì khi mình dùng có thể là nó sẽ xảy ra phản ứng nhanh, phản ứng phụ, phản ứng nhanh đi theo sau, thì mình không biết là ồ như vậy thì nó sẽ làm sao, bắt đầu mình lại từ hoang mang này mình nhảy ra cái hoang mang khác thì nó lại không tốt một chút nào. Ví dụ như tình huống hôm trước là trong đội nhóm có nhận được một câu hỏi là một mẹ đó bị đau bụng đúng không ạ, thì cơn đau nó đến và nó kèm với cơn gò, thì mẹ đó mới hỏi mọi người là bây giờ tôi phải làm như thế nào. Thì mình cũng chỉ có thể là ban đầu mình có thể chẩn đoán thôi, nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên á, cái câu mà mình nên khuyên mẹ đầu tiên á, là mẹ này nên đi khám, tại vì nó kèm với lại cơn gò, nó kèm với lại cơn gò, cho nên á, là mình phải đi khám trước. Và đối với thai kỳ á, thì các mẹ chưa có biết viện chẩn mà mình hỗ trợ mình chỉ, thì các mẹ làm tới đó rồi khúc sau như thế nào nữa thì là không biết nữa, là không biết để có thể làm tiếp được. Cho nên cái cách an toàn nhất khi mà mình không biết cái gì hết là hãy cầu cứu bác sĩ ở gần mình nhất, hãy cầu cứu bác sĩ ở gần mình nhất trước và đi khám xem tình trạng con nó như thế nào. Rồi bắt đầu nếu mà tình hình nó không có cấp thiết, ví dụ như không có bị động thai, hoặc là mình kết luận được cái trường hợp đó là động thai, hoặc là rối loạn tiêu hóa, hoặc làm cái gì đó, rồi bắt đầu mình mới bắt đầu mình xử lý tiếp, thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Cho nên á, là cái tình huống sau đó thì
Sau cái sự hỗ trợ thì mẹ cũng là lý do có thể là bị rối loạn tiêu hóa thì dẫn đến là bị động thai, cho nên là sau khi hỗ trợ xong thì hôm sau này đi khám thì bác sĩ kết luận là mẹ bị động thai và nằm nghỉ ngơi. Do đó là cái gì ạ? Khi mà mình không có thể làm chủ được á thì mình nên đang ở phương pháp nào thì đợi yên phương pháp đó, đợi yên phương pháp đó để sau mình có cái thời gian mà nó ổn định một chút rồi mình bắt đầu mình tìm hiểu thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho nên á là viện chẩn thì rất là hay, rất là hay. Tuy nhiên những cái trường hợp mà liên quan đến bé, liên quan đến những cái giai đoạn sau thì mọi người nên cẩn trọng và các nhân viên cũng nên là cẩn trọng một chút khi mà mình tư vấn cho các mẹ bầu. Nếu mà trường hợp cấp bách thì mình nên khuyên mẹ là đi gặp bác sĩ trước đi, rồi hẳn nói chuyện với mình sau. Đi gặp bác sĩ trước cái đã. Rồi còn những mẹ mà đã là học viên, đã biết về viện chẩn sơ sơ và họ có thể là làm chủ được cái sức khỏe của họ, họ có thể làm chủ được cái phản ứng của mình và hiểu được viện chẩn cái cơ chế hoạt động thì mình có thể là tùy theo cái tình huống mà mình có thể hướng dẫn đó. Cho nên là cái gì gấp mà biết thì rất là tuyệt vời, mà không biết thì làm ơn đi chọn những cái nơi nào mà nó cho mình một cái niềm tin và sẵn sàng hỗ trợ cho mình tốt nhất, giống như nước xa thì không cứu được lửa gần. Cho nên là cái tình huống nào mà lửa đã cháy tới nơi rồi thì hãy biết cách mà tìm nguồn nước và tìm cái người giúp bên cạnh, chứ đừng có tìm nguồn nước ở xa, được không ạ? Đây là một cái lưu ý rất là quan trọng cho các mẹ mới bắt đầu tìm hiểu viện chẩn và ứng dụng viện chẩn trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho mình.